Temasek dự kiến rót 100 triệu đô la Mỹ vào công ty mẹ của giao hàng nhanh, Ahamove. Tập đoàn đầu tư Temasek của chính phủ Singapore cho biết đang có ý định đầu tư vào Scommerce, một nền tảng logistics tại Việt Nam và trực thuộc Sicom. Nguồn tin New Asia Street cho hay, thương vụ dự kiến chính thức công bố trong tuần đến với giá trị ước tính khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Được biết, Scommerce là công ty giao nhận tại Việt Nam, chuyên phục vụ nhu cầu vận chuyển của các đối tác thương mại điện tử trên toàn quốc. Scommerce được thành lập thông qua việc sáp nhập giao hàng nhanh, Ahamove và đơn vị giao nhận hàng hóa xuyên biên giới Zido, bắt đầu từ năm 2012. GHN Express hoạt động và nhận được tài trợ từ Sicom. Sau đó, hãng tiến hành mua lại Ahamove, một công ty khởi nghiệp giao hàng thương mại, và ra mắt thương hiệu GHN Logistics cung cấp các giải pháp hậu cần tích hợp. Hiện, Scommerce có mạng lưới phủ sóng tại 63 tỉnh thành với 500 bưu cục, 1.500 điểm gửi hàng Vinmart Cộng, Circle K. Hãng cũng đang hợp tác với 100.000 cửa hàng và doanh nghiệp. Kể tên có nhiều thương hiệu lớn như Shopee, Tiki, Lazada, Juno, Vinamilk, Sendo. Về công ty mẹ, Sicom là một đơn bán lẻ hoạt động tại ba ngành chính là thực phẩm và đồ uống, thời trang và quản lý thương mại kỹ thuật số. Sicom được thành lập năm 2004 bởi ông Đinh Anh Huân, nguyên đồng sáng lập Thế giới di động.